Pokemon đời thật và 6 điều kỳ lạ được tìm thấy dưới biển sâu. Dưới đại dương rộng lớn và bí ẩn, con người đã khám phá và tìm thấy một số điều kỳ lạ như dòng sông đáy biển, những bức tượng cổ xưa, các hiện vật chiến tranh. Bảo tàng không phải là nơi duy nhất bạn có thể tìm thấy các di tích lịch sử. Nếu may mắn, thợ lặn biển sâu sẽ bắt gặp những bức tượng cổ chìm dưới nước. Ví dụ, gần Naples, Italy, bức tượng người đàn ông được tìm thấy dưới đáy đại dương là tàn tích thành phố Baia cổ đại của La Mã. Tác phẩm điêu khắc tinh xảo về Chúa Giêsu của nhà điêu khắc nổi tiếng Guido Galletti đã bị chìm vào năm 1954 gần vùng bờ biển Viviera thuộc Italy. Nhiều thập kỷ sau, thợ lặn mới tìm thấy bức tượng này dưới đáy biển Địa Trung Hải, ngoài khơi San Fruttuoso, Italy. Nơi phát hiện công trình độc đáo này trở thành điểm du lịch dưới biển nổi tiếng thế giới. Cenote Angelita là dòng sông kỳ lạ ở Mexico. Để chiêm ngưỡng dòng sông này, bạn phải lặn xuống biển ở độ sâu 60 mét. Con sông dưới đáy biển được phát hiện bởi Anatoly Belochin và nhóm thợ lặn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng này là ảo giác. Dòng sông thực sự là một lớp khí hydro sulfur dưới biển. Bạn có thể tìm thấy một con giáp xác thuộc họ Isopoda khổng lồ cao hơn nửa mét dưới đáy biển. Chúng ăn động vật chết rơi xuống đáy đại dương và được xem là một trong những Pokemon bạn có thể bắt gặp ngoài đời. Loài giáp xác này rất dễ tìm thấy ở biển Thái Bình Dương. Vẻ ngoài hấp dẫn tựa thiên thần dưới đáy biển của sinh vật này có thể đánh lừa bạn. Mặc dù có vẻ ngoài lành tính, thiên thần thực sự là một loại ốc biển săn mồi ăn các loại ốc biển khác. Máy bay thuộc về bầu trời nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy chúng dưới đáy đại dương. Các thợ lặn ở vùng biển sâu Oahu, Hawaii, Mỹ, tình cờ phát hiện phần còn lại của chiếc máy bay chiến đấu Corsair-4U đã rơi xuống đại dương vào năm 1946 do thiếu nhiên liệu. Những lời nhắc nhở về các cuộc chiến trong quá khứ có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào, bao gồm cả đại dương. Thợ lặn thi thoảng tìm thấy những chiếc xe tăng một thời dưới đáy đại dương. Tương tự, đại dương cũng là nơi ẩn giấu những cổ vật chiến tranh khác như xe tải quân sự. Những phát hiện này đặt ra câu hỏi, chúng đã được đưa xuống đáy biển bằng cách nào? Thêm ảnh, thêm hộp chọn, chọn chủ đề, kiểu văn bản.